Ủa mẹ, mẹ tới chơi hả? Mẹ vô nhà đi. Chồng ơi, mẹ tới rồi nè chồng ơi. Mẹ mới lên chơi hả? Mẹ uống nước đi mẹ. Giang à, hôm nay mẹ lên đây á, định nói với hai đứa một chuyện. Có chuyện gì vậy mẹ? Ở nhà dưới quê á, nó bị dột nhiều quá, mà chân của ba con bị đau, ổng không có trèo lên sửa được. Mà giờ mẹ muốn sửa thì mẹ không có đủ tiền á, cho nên mẹ muốn lên đây mượn hai đứa khoảng 50 triệu. Rồi tới cái mùa thu hoạch lúa này nè, mẹ gom mẹ trả lại cho hai đứa được không? Cũng được mà mẹ, trong thẻ này của con ấy, thì có 50 triệu, mẹ cứ cầm đi. Lúc nào mẹ có thì mẹ trả cho con sau. Không được, chuyện này anh bàn với em chưa? Không cho mượn. Ba mẹ vất vả nuôi anh lớn, bây giờ mẹ lên mượn ít tiền cũng không được hả? Anh... cái chuyện này mẹ mới lên bàn bạc với hai đứa thôi à. Nếu mà không được thì thôi mẹ đi về. Mẹ, ý con không phải là vậy. Mẹ, ở nhà cần tiền thì nói tụi con. Tụi con đưa ba mẹ là chuyện đương nhiên mà sao lại nói là cho mượn. Con biết chứ, cả đời ba mẹ đã đủ khổ cực rồi. Thà tự mình chịu khổ chứ không có để chồng con phải chịu xíu vất vả nào. Từ khi con gả vào nhà mình á, có cái gì tốt á, mẹ cũng để dành cho tụi con. Còn đưa hết tiền tiết kiệm cho tụi con mua nhà nữa. Bây giờ mẹ muốn sửa nhà thì nói tụi con đưa tiền, sao có thể nói là mượn. Anh ấy là con trai mẹ, con là con dâu mẹ. Chúng ta là người một nhà. Giữa người một nhà với nhau á, thì không tồn tại chuyện vay nợ. Ba mẹ nuôi con lúc nhỏ, chúng ta phải chăm ba mẹ lúc già. Chỉ cần ba mẹ khỏe mạnh, có bán hết đồ đi cũng không tiếc. Có ba mẹ mới có nhà. Không còn ba mẹ thì về nơi đâu?